mình lại chơi một mình nữa rồi. Chị Kanko thì đang gọi điện thoại, còn anh Ziga lại không bao giờ chịu chơi với mình. Làm sao nói anh ấy chịu chơi cò chẹp với mình bây giờ? Ziga, anh có biết là trò cò chẹp chỉ dành cho người thông minh chơi không? Ai cũng chơi trò này được mà, đứa trẻ 4-5 tuổi cũng biết chơi nữa. Được rồi, vậy cược với em đi. Em cá là anh sẽ không chơi được đâu. Nếu như anh chơi thua, anh phải mua kem cho em ăn, chịu không? Được rồi, chơi luôn, cược thì cược chứ. Đưa đây. Dễ rồi mà, anh chấp nhận chịu phạt đi. Thì từ từ chứ, anh chỉ bị trượt chân thôi mà. Để anh thử lại một lần nữa coi. Chắc là trước đi, cả hai con đã bàn với nhau về chuyện khi nào sẽ đưa Anandi về nhà chồng của nó, đúng không? Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi rồi, và chúng ta cũng phải thay đổi cho phù hợp. Bây giờ là lúc tốt nhất để Anandi đến nhà chồng của nó ở rồi. Bác Madi nói rất đúng đó. Chính anh cũng biết rất rõ một điều kia mà, Kinzi. Là tôi có thể cho Anandi sống một cuộc sống sung sướng mà anh không thể nào cho nó được. Tương lai của con bé sẽ tươi sáng hơn nếu như nó sống với chúng tôi. Tương lai tươi sáng sao? Anh biết anh đang nói cái gì hay không hả? Lần trước tôi đã tin anh và để con của tôi ở lại đây, nhưng mà chú của con bé chỉ nhận được toàn sự đau khổ và trừng phạt không thôi. Em đang nói gì vậy Ratan? Có chuyện gì xảy ra với anh đi sao? Là những người này. Genji và chị Sezan đã không ngăn cản những chuyện này. Tia lửa mà mình đã nhóm lên giờ đã bùng thành đám cháy lớn rồi. Zika, anh đừng cố nữa. Nếu anh không chơi được trò này, chúng ta sẽ chuyển qua trò khác. Không, tới khi nào mà anh chơi xong cái vòng này mà không phạm lỗi nào hết thì anh mới dừng lại. Bác Bù nhìn nè, nhìn Ziga chơi cò chẹp giỏi quá luôn nè. Bạn không còn trò nào khác để chơi hả? Bạn tính chơi gì tiếp theo đây? Búp bê sao? Mình chơi trò này vì nó là một thử thách, nên mình không dừng lại cho tới khi chơi xong. Thần linh ơi, trình độ của bạn đi xuống tới mức bạn phải chấp nhận thử thách trong mấy trò của bọn con gái. Anh Ziga chơi cò chẹp với em thì sao chứ? Con gái có thể chơi bóng chày, bóng đá và cúp côn cầu, thì sao con trai lại không thể chơi cò chẹp? Thần linh ơi, nó lại mà nói nhiều vậy. Nó là chị của bạn sao? Những lời tôi vừa nghe về anh như mũi dao đang đâm vào tim của tôi, anh Ramsey. Tại sao anh lại thay đổi nhiều tới như vậy hả? Tôi không thể tin được đằng sau bộ mặt tử tế và hiền lành này của anh lại là một con người ích kỷ và ngạo mạn tới khó tin như vậy. Kim Ji, con mau buông cổ áo Ramsey ra đi. Và con cũng nên cẩn thận lời con nói. Đừng quên con là ba của con dâu Ramsey. Và Ramsey cũng là ba của con rể con. Con không nên nói những điều đó ở nhà chồng của con gái con như vậy đâu. Tranh cãi bấy nhiêu là đủ rồi. Là người lớn nhất trong nhà này, bây giờ bác quyết định là cháu dâu Anandi của nhà này
sẽ không về nhà ba mẹ đẻ nữa. Đó là quyết định cuối cùng. Bác Ma Đi ơi, chúng ta có thể giải quyết chuyện này thật nhẹ nhàng không? Xin bác hãy nghĩ cho Anna đi một chút đi ạ. Với lại người làm mẹ như chị Ra Tan thì sẽ... Nó là Anan đi. Nó... Con bé đó là con gái của bạn thân cậu Ramji. Anna đi, con gái của cậu Kim Ji và mợ Ra Tan. Gia đình họ đã tới đây chơi vài ngày rồi. Kìa, con bé đã kết hôn rồi sao? Còn nhỏ như vậy mà kết hôn rồi. Anh đi đã kết hôn rồi, vậy chồng của nó đâu? Sao lại không ở đây chơi với nó vậy? Bạn bắt đầu nhiều chuyện giống mấy đứa con gái từ khi nào vậy hả? Ziga nói đúng, đó không phải là chuyện của mình, quên nó đi. Nhắc tới trò này thì chúng ta thử chơi đi, nó không dễ như chúng ta nghĩ đâu. Trò chơi này đúng là một thử thách đó. Không cần đâu, bạn cứ ở đây chơi tiếp đi, tụi mình đi trước đi. Được rồi, tạm biệt. Đi. Sao vậy? Có gì vui mà em cười dữ vậy hả? Tất nhiên là có chuyện vui nên em mới cười rồi. Em vừa phát hiện ra điều này hay lắm. Gì vậy? Anh đã đứng về phía em trước mặt bạn bè của anh. Điều đó chứng minh là anh không phải là người xấu, giống như em đã từng suy nghĩ. Nếu anh tốt vậy thì em ở lại đây luôn đi ha. Lần này con tuyệt đối sẽ không mắc thêm sai lầm nào nữa. Bác Ma Đi, con tôn trọng bác bởi vì bác là người lớn nhất ở trong căn nhà này. Nhưng mà là một người cha thì con cũng phải có trách nhiệm với chính con gái của con. Trước đây con đã làm ngơ vì con xem anh ấy là bạn thân của con. Nhưng bây giờ là lúc con phải thực hiện những trách nhiệm đó rồi. Nên bây giờ con cũng muốn nói ra quyết định của con đi. Anandi sẽ đi cùng với chúng con trở về nếp gà trong hôm nay, chắc chắn là vậy. Anh nói sai rồi, anh Kim Ji. Anandi nhất định sẽ ở lại đây với nhà chồng của nó thôi. Và tôi sẽ xem thử ai dám cướp đi nữ thần may mắn này của tôi đây. Ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Anh Kim Ji với chị Ra Tan tính trở về đếp ga, nhưng anh đi không đi cùng họ, cho nên họ có hơi xúc động thôi. Những lúc chia tay, chúng ta cảm thấy xúc động hay buồn bã cũng là lẽ tự nhiên thôi. Nhưng mà thời gian có thể chữa lành tất cả. Đủ rồi, Ra Tan. Không ai ở đây hiểu chúng ta nói gì hết. Và chúng ta đang lãng phí thời gian của mình với họ đó, em biết không? Đi đi, em đi gọi Anandi về đây. Và chúng ta sẽ lập tức lên đường trở về đếp gà ngay bây giờ. Không, không được đâu anh. Em sẽ trở về nhà của em với ba mẹ của em. Sao anh không đi cùng với em đi? Giống như em ở lại đây nè, anh có thể tới đếp gà và ở nhà của em chơi vài ngày được mà. Anandi, Anandi đâu rồi? Anandi, con bé đi đâu rồi chứ? Anandi, con đâu rồi? Ra đây đi, hãy về đếp ga với mẹ nè. Anandi à, Anandi, ra đây đi. Anandi, Anandi à, con đang ở đâu vậy? Anandi à, ra đây mau đi mà con, đi về thôi. Anandi à, có nghe mẹ gọi không? Anandi, dừng lại. Chị vẫn còn thời gian. Trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, chị nên rời khỏi đây với anh Kim Ji đi. Sự ích kỷ của anh dường như không có giới hạn rồi đó anh Ramji à.
Kể từ khi anh đi được sinh ra, anh đã luôn áp đặt những mong muốn của anh lên cuộc đời của con bé rồi đó. Thực ra đó chính là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi nghĩ đó là tình yêu và sự quan tâm anh dành cho con bé, nên đã cho phép anh làm mọi thứ theo ý của anh. Nhưng giờ thì đủ rồi. Tôi là mẹ của anh đi, và tôi sẽ không bao giờ để bất cứ chuyện gì xảy ra với nó đâu. Chị Ga, chị không biết em thấy sao, nhưng mà chị sẽ thấy nhớ em dâu nhiều lắm. Em cũng sẽ nhớ chị lắm, chị Kanko. Zika, em cũng sẽ nhớ anh lắm. À phải rồi, em muốn cảm ơn anh lần nữa vì đã giúp đỡ em mấy ngày qua. Hôm trước anh còn bảo vệ em trong lúc tới nhà kho lấy đồ nữa. Cảm ơn anh nha. Lần sau dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng nhớ, đừng ra khỏi nhà một mình, mà hãy nói với anh nha. Dù sao anh cũng là chồng tương lai của em mà. Vậy bây giờ hai chúng ta có thể làm bạn tốt của nhau có được không anh? Được chứ, anh có thể làm bạn với em. Nhưng mà em cũng phải chơi trò chơi của con trai với anh nữa mới được đó nha. Được thôi, em đồng ý. Anani, Kimji. Cuối cùng thì giấc mơ của mình đã trở thành sự thật. Sau tất cả, Ramsey đã mất đi người bạn thân thiết và người đồng hành là Kimji rồi. Để tôi đi anh Ramsey. Mau buông tay tôi ra. Tôi nói là anh mau buông tay của tôi ra, anh Ramsey. Anh đi. Anh đi, con sẽ ở lại đây với bác có đúng không con? Ba mẹ con sẽ dậy đắp ga và con nên chào tạm biệt họ đi. Con sẽ ở lại đây có phải không con? Ở lại đây sao? Không con gái, con sẽ về nhà cùng với ba mẹ. Đúng vậy, con sẽ trở về đắp ga với ba mẹ. Không, con sẽ ở lại đây với bác Ramsey có phải không con? Con hãy nhìn đi, bác đã thiết kế một căn phòng riêng có gắn xích đu mà con thích nhất nữa đó. Con có thể ăn bao nhiêu kem cũng được tùy ý con. Và bây giờ con cũng đã kết bạn với anh Ziga rồi mà. Con, Ziga với lại Kanku có thể chơi với nhau bao nhiêu cũng được, không ai ngăn cản tụi con hết. Tụi con sẽ rất vui vẻ, sẽ vui lắm đó con biết à. Mà bất cứ điều gì bà làm, điều gì tốt cho con hết, con sẽ lại đây đúng không? Anh đi, con không phải nghe lời bất cứ ai hết đó. Con đừng lo lắng anh đi, bây giờ con sẽ trở về đếp ga cùng với ba mẹ. Không, con sẽ ở lại đây với bác Ramsey của con mà đúng không anh đi? Con sẽ ở lại mà. Bác ơi, bác cũng biết là con cũng thương bác như ba của con, nhưng mà con muốn về nhà của con, muốn ở với ba mẹ của con. Ba ơi, ba còn nhớ lời hứa với con không? Nhưng ba phải hứa với con là ba mẹ sẽ không bỏ con ở đó nữa. Đi thôi con gái. Cứ mang theo con gái của anh đi và để nó ở lại với anh mãi mãi đi. Anh đang nói gì vậy hả Baziga? Anh hãy cản họ lại đi. Em im lặng đi Caesar. Chị Caesar. Ra tôi. Nếu như hôm nay Anandi đã bước ra khỏi căn nhà này rồi, thì anh và con gái anh sẽ không còn mối quan hệ nào với gia đình tôi nữa.
Anh lái xe nhanh lên đi, còn chờ cái gì nữa hả? Nhanh lên. Anh làm gì vậy hả Baziga? Chúng ta vẫn còn thời gian mà, anh hãy ngăn. Em nghe anh nói rồi đó Sezan, anh chấm dứt mối quan hệ với gia đình đó rồi. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Có chuyện gì vậy? Sao lúc nãy mọi người đều có vẻ tức giận như vậy hả mẹ? Mà sao bác Ramsey lại nói những lời đó? Nhưng bà Ma đi chỉ im lặng và không la mắng gì hết. Bà Ma đi luôn ủng hộ những điều đúng đắn mà. Vậy tại sao hôm nay bà ấy lại không ngăn bác Ramsey lại? Im lặng đi, còn im lặng gì, đừng hỏi gì thêm nữa anh đi. Con không biết vì sự tức giận lúc nãy của con mà con đã gây ra một sai lầm lớn rồi sao? Vậy con phải làm sao để hả bắt ma đi? Con cũng đã nói với họ mọi lý do để anh đi có thể ở lại đây rồi mà. Con cũng đã nói với họ là anh đi quan trọng với vận mệnh gia đình chúng ta như thế nào, nhưng mà họ vẫn đưa anh đi đi mất. Con phải cư xử với họ làm sao thì mới đúng chứ. Rồi chỉ vì vậy mà con đi chấm dứt mối quan hệ với họ hay sao? Con bé mà con vẫn luôn tin tưởng là nữ thần may mắn của con, bây giờ con đã quyết định để con bé rời xa con và rời xa gia đình của con mãi mãi luôn hả? Đây là cách con đối xử với con dâu yêu quý của con sao? Kim Di đã không cho con lựa chọn nào hết bác Ma đi à? Nếu mọi người muốn con bỏ qua hết tất cả và xin họ tha thứ cho những chuyện như hôm nay thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, con sẽ không nổi ý đâu. Nhưng mà Anandi đó... Bác Ma đi, nữ thần may mắn của ngôi nhà này đã quay trở về Deadga rồi. Sejana, có vẻ như hai gia đình chúng ta đã thân thiết với nhau từ trước khi chúng ta sinh ra. Và thần linh phù hộ cho anh Kim Si, anh ấy là người bạn thân duy nhất của tôi. Bây giờ chúng ta chỉ cần cho bọn trẻ cưới nhau thôi, và chúng tôi sẽ chào đón anh đi về nhà khi con bé lớn hơn một chút, có được không con? Những thứ này là dành cho con hết đó, con gái yêu. Mẹ tôi muốn thấy anh đi về nhà trước khi mất. Anh Kim Si, mau chóng tổ chức lễ cưới cho anh đi đi. Nếu như hôm nay anh đi bước ra khỏi căn nhà này thì anh và cả con gái anh sẽ không còn quan hệ gì đối với gia đình tôi nữa hết. Em chưa bao giờ thấy anh tức giận giống như ngày hôm nay, thậm chí là lúc chúng ta rời khỏi ngôi nhà này. Anh không có nói gì tới em hết Caesar. Em cũng không tới để cho anh ý kiến gì hết, vì em biết rõ là anh chỉ làm theo những gì mà anh suy nghĩ thôi, cho dù nó là đúng hay là sai. Caesar, anh thừa nhận đã xô em trong lúc anh tức giận. Anh xin lỗi em vì đã làm như vậy nha. Nhưng thật lòng anh không muốn làm tổn thương em hay cố ý xô em té đâu. Anh chỉ không muốn em ngăn những người lạ đó rời khỏi đây mà thôi. Thật sao? Họ là người lạ với chúng ta rồi sao? Anh thật sự xem anh Kim Ji và gia đình anh ấy là những người xa lạ hả? Họ là những người đã chia sẻ mọi buồn vui với chúng ta, còn giúp chúng ta rất nhiều nữa. Bây giờ anh lại xem họ là người xa lạ sao? Anh hãy bình tĩnh lại đi mà. Ba ơi đừng khóc nữa.
con sẽ không vui khi thấy ba khóc đâu. Ba xin lỗi con yêu à. Hôm nay là lần đầu tiên trong đời ba lớn tiếng với con đó. Ba đúng là người cha tệ hại phải không? Ba ơi, ba đừng nói vậy mà. Ba là một người cha tốt. Sau những gì xảy ra hôm nay, con đã thấy rất sợ hãi. Nhưng ba không có lỗi gì hết, tất cả là tại con. Nếu con không trở về đây thì bác Jamesy sẽ không nổi giận với ba. Tất cả đều tại con hết. Con xin lỗi. Đó không phải là lỗi của con đâu con yêu. Nhưng mà nhờ tâm hồn trong sáng của con, cho nên con đã bỏ qua mọi sự ích kỷ và cái tôi của người lớn như ba và bác của con rồi. Con không hề sai gì hết. Ba tin con đi, bác sẽ nhận lỗi với ba sớm thôi. Con với Đình Ly đã từng giận nhau rất nhiều lần, chúng con khóc rất nhiều, nhưng sau đó chúng con lại làm bạn với nhau. Con cảm ơn ba mẹ. Ba mẹ đã giữ lời hứa với con và đưa con về nhà cùng với ba mẹ. Ba mẹ là tuyệt nhất trên đời. Anh ước gì chuyện của anh với anh Ramsey cũng đơn giản giống như giữa Anady và Đinh Ly Jotan à. Sao anh có thể quên được là anh Kimji chính là bạn thân nhất của anh và còn là thông gia của mình? Em nghĩ những gì anh ấy đã làm là đúng hay sao Season? Anh đã cố gắng giải thích cho anh ấy rất nhiều lý do, nhưng mà anh ấy vẫn quyết định đưa Anady rời khỏi đi. Em nghĩ anh ấy làm vậy là đúng. Em không muốn con dâu chúng ta ở lại đây sao? Em muốn chứ. Em luôn khao khát điều đó. Và em luôn luôn đứng về phía của anh mà. Em vẫn luôn ở bên cạnh anh và ủng hộ những lúc khó khăn. Và cả sau này em vẫn tiếp tục ủng hộ anh. Nhưng hôm nay em sợ là những cơn giận dữ của anh sẽ phá hủy tất cả mọi thứ. Em có biết sự thật là gì không? Hôm nay anh Ramsey đã cho chúng ta thấy vẻ mặt thật của anh ấy rồi. Anh vẫn luôn e sợ điều này từ nhiều năm nay rồi ra tan à. Có lẽ vì vậy mà anh đã không từ chối anh Ramsey bất cứ điều gì hết. Em thấy đó, sự bướng bỉnh của Ramsey và sự ngây thơ ngu ngốc của cả hai chúng ta đã đưa Anady rơi vào tình cảnh này. Anh không cần hối tiếc điều gì nữa đâu anh Kimji. Chúng ta đã quyết định đúng đắn khi mà đưa Anady trở về nhà với chúng ta rồi. Jatan, từ nay trong ngôi nhà này không ai được nhắc tới anh Ramsey một lần nào nữa. Anh muốn quên Ramsey và sẽ không bao giờ nhớ tới anh ta nữa. Hỏi bà đi. Em tự hỏi đi. Sao lại là em? Sao chị không hỏi đi? Chị ra em hỏi bà đi, làm ơn mà. Chị lớn hơn em, chị hỏi đi mà. Có chuyện gì vậy? Hai đứa con đang thì thầm chuyện gì đó? Thật ra là chị con muốn hỏi bà về chuyện đã xảy ra giữa ba với bác Kim Di á. Sao ba con lại giận dữ và la mắng bác ấy như vậy hả bà? Đúng vậy đó bà Madi. Thậm chí con còn thấy lo cho em dâu nữa. Con bé có vẻ sợ hãi và chán nản khi rời khỏi đây. Bà Madi ơi, bây giờ con có thể gọi điện thoại cho bác Kim Di và hỏi thăm anh đi được không? Con có thể kêu bác ấy nói chuyện với ba không bà? Ba con với bác Kim Di là bạn thân từ lâu lắm rồi. Bà thấy rất vui khi thấy hai con lo lắng cho Anady. Nhưng bây giờ hai con không thể làm được điều gì hết. Ba của con muốn giữ Anady ở lại đây, nhưng bác Kim Ji muốn đưa Anady về nhà bác ấy. Sau đó vì nóng giận nên ba con đã nói ra những điều mà lẽ ra không nên nói. Người ta nói cần phải có thời gian để chữa lành mọi thứ.
Chúng ta cần cho chuyện này thêm thời gian. Jonathan, sáng mai em nhớ nhắc anh trả lại chìa khóa nhà của anh Ramsey ở Devga nha. Anandi đã không còn là con dâu của ngôi nhà đó, vậy chúng ta cũng không còn mối quan hệ gì với gia đình đó nữa đâu. Cho nên chúng ta phải trả lại chìa khóa thôi. Anh nói đúng đó. Chúng ta không cần bất cứ món quà nào mà họ tặng con gái của chúng ta nữa. Mình vẫn không tin được là Anandi đã một mình làm ra được mô hình này. Em ấy đúng là quá thông minh. Vậy? Ba không muốn nhìn thấy mô hình này thêm một lần nào nữa hết. Đây là lần đầu tiên mình thấy ba mình giận anh đi tới vậy. Chuyện này kỳ lạ quá. Khi ba và bác Ramsey là bạn thì mình và anh đi không thích chơi với nhau. Còn giờ khi mình với em ấy muốn làm bạn thì họ lại cãi nhau. Nữ thần ơi, xin người sửa chữa mọi thứ. Đây là sách của anh đi mà ba đã mua cho em ấy. Nhưng sao bây giờ nó lại nằm ở đây? Mình sẽ gọi điện cho Anandi hỏi xem em ấy có cần lấy lại không. Om Bhurbhuvasva Tassavitarvarenyam Varkudevasadimai Diyo Yona Prashodaya. Sao giờ này anh Zika lại gọi cho mẹ vậy? Alo anh Zika, anh khỏe không? Anh vẫn khỏe. Mọi chuyện ở nhà em sao rồi hả? Ba em vẫn đang rất giận dữ. Còn nhà anh thì sao? Cũng vậy, giống như bên em vậy á. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra giữa ba anh với bác Kim Ji nữa. Đừng lo lắng anh Zika, hai người họ sẽ sớm bình thường lại thôi. Mà anh có nhớ không? Sắp tới lễ đi qua ly rồi. Mỗi năm chúng ta sẽ rất vui khi đến lễ đi qua ly. Đúng vậy, nhưng anh nghĩ năm nay chúng ta sẽ không tổ chức lễ đi qua ly đâu. Vì bà nội của anh không còn sống nữa. Anh ước gì chúng ta có thể tổ chức lễ đi qua ly như mọi năm ha. Còn một thời gian mới đến lễ đi qua ly. Em hy vọng tới lúc đó ba em với ba anh sẽ làm lành với nhau. Ồ. Anh có nhớ không anh Zika? Khi em ở nhà của anh, em đã trồng mấy cây hoa hồng và hoa nhài ở trong vườn của anh. Em muốn xem những cây đó lớn lên ra sao rồi. Cho em xem được không? Được rồi, đợi chút anh cho em xem. Sao hay không Siga? Con không bị thương ở đâu đó chứ? Sao lại xảy ra chuyện này? Khi em ở nhà anh, em đã trồng mấy cây hoa hồng và hoa nhài ở trong vườn. Em muốn xem những cây đó lớn lên ra sao rồi. Em xem có được không? Đợi chút anh cho em xem. Chuyện gì xảy ra với anh Zika vậy? Bây giờ anh ấy không nghe điện thoại của con nữa. Zika,
có chuyện gì vậy? Con nói chuyện với anh đi có phải không? Bà đã cấm con rồi không phải sao? Con nghe điện thoại làm gì vậy? Nhưng mẹ ơi, anh Zika. Nó gọi tới thì sao chứ? Sao lại nghe máy làm gì hả? Thật may mắn khi thằng bé đã nói chuyện điện thoại với Anand đi. Nếu con bé không gọi điện thoại yêu cầu nó ra giường để quay những bông hoa cho con bé xem, thì Zika đã không đi khỏi chỗ đó. Vậy chắc chắn cây quạt đã rớt trúng đầu nó rồi. Zika, con xin cảm ơn người thật vô ban. Người đã cứu mạng cháu của con. Ramsey, đây không phải là lúc chấm dứt mối quan hệ này đâu. Không phải con nói Anandi là nữ thần may mắn của gia đình sao? Con không thấy hả? Anandi, con bé vừa mới cứu mạng Riga của con đó. Bây giờ con nên suy nghĩ làm cách nào để cứu vãn lại mối quan hệ giữa hai nhà đi. Nữ thần Asapura tôn kính, người biết tất cả mọi thứ trên đời. Và người cũng biết là con đang phải trải qua những gì. Con đã tức giận và nói với anh Kim Si là đưa con gái anh ấy về nhà mãi mãi đi. Nhưng xin người hãy nói với con, làm sao con có thể để Anandi ở lại nhà mẹ nó, trong khi con bé là con dâu của nhà này? Và sau những gì đã xảy ra với Zika ngày hôm nay thì con đã biết là con đã mắc một sai lầm vô cùng lớn vì đã đẩy Anandi ra khỏi cuộc đời con. Bây giờ tất cả vận may và xui rủi của gia đình con đều phụ thuộc vào Anandi và số phận của con bé. Chuyện gì vậy Ratan? Có chuyện gì hả? Không có gì. Em đang giải thích cho Anandi hiểu là nếu mà con bé cần gì hoặc có bất cứ vấn đề gì thì nó phải nói chúng ta biết trước những chuyện đó. Con bé phải tin vào chúng ta dù là những chuyện nhỏ nhất. Và chỉ nên tin tưởng vào chúng ta chứ không nên tin tưởng bất kỳ một ai khác. Con gái yêu à, mẹ của con nói rất đúng đó. Thậm chí là hôm nay ba vẫn sợ là sẽ mất đi con. Ba mẹ đã gần như mất con vào tay của những người trong đoàn múa một lần rồi. Nghe nè con yêu, tất cả mọi thứ đã xảy ra với con Adraiga, con hãy xem đó là một cơn ác mộng và hãy quên hết đi. Và bây giờ hãy cố gắng bắt đầu lại một cuộc sống mới được không? Bác mà đi, con dâu của gia đình chúng ta sẽ ở đây với chúng ta vào lễ hội Diwali. Và lần này chính tay Anandi sẽ thực hiện các nghi lễ của lễ Diwali. Xin thần linh ban phước cho chúng con, ban phước lành cho chúng con. Ba ơi, mẹ, ba mẹ đừng buồn hay lo lắng nữa. Con sẽ làm theo lời của ba mẹ nói mà. Con sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới. Con sẽ nghĩ thông suốt mọi thứ khi con ngồi trước thần linh. Bác nghĩ con sẽ tìm được cách gì đó. Dạ thưa bác Ma Đi, chúng ta phải có cách thôi. Nhìn nè, giải pháp nên là một thứ giống như cây này. Cái này là gì vậy bác Ma Đi? Cây này chuyện gì vậy? Không có gì đâu Season, anh có một chút việc phải làm, anh phải đi ngay đi.
Tao nói với mình là cà chua là 40 ruby một ký, nhưng mình đã trả giá là 30 ruby một ký rồi, và mình chỉ mua 250 gram cà chua. Vậy nghĩa là mình đã lời được 1 ruby và 25 bai. Bây giờ mình sẽ về quê với mẹ ngay. Mẹ sẽ thấy rất vui về Anandi, vừa giỏi trả giá rau, vừa giỏi tính toán nữa. Cho em đi mà, muốn em ra. Tôi phải đánh cô thôi. Muốn em ra đi mà. Cô lớn lắm. Là giọng của mợ, mợ đang khóc. Hình như anh ta đang đánh Lila. Chuyện này diễn ra thường xuyên mà. Cô mà lại sai xỉn. Đi thôi. Xin hãy tha cho em đi. Em đã làm gì sai chứ? Em đã làm gì sai tôi? Cậu ơi, sao cậu lại đánh mợ vậy? Cậu ơi, cậu ơi dừng lại đi. Cậu ơi đừng đánh mợ nữa mà. Cậu buông. Cậu ơi đừng đánh mợ nữa, buông ra đi. Cậu ơi buông ra đi mà. Cậu ơi buông ra đi, cậu đừng đánh mợ nữa mà. Anh đi, con có sao không? Con hãy về đi, về lẹ đi. Buông em ra đi. Anh đi, con về nhanh lên, về đi con. Tôi đã nhận được kết quả của cô, chính là cô đã đem đến sự xui xẻo cho tôi. Buông em ra. Là cô có vấn đề, cô không sinh được con cho tôi. Bác ơi, bác cho con mượn điện thoại được không? Con có chuyện rất quan trọng. Được rồi, nghe con. Alo. Alo, ba ơi, con là Anandi đây. Anandi, đây là số qua vậy, con đã ở đâu? Con có bị làm sao không? Ba ơi, ba nhanh nhanh đến nhà của cậu Kuma đi. Cậu đang đánh mợ Lila dữ lắm. Con đang sợ lắm, ba đến đây cản cậu lại, nhanh đi ba ơi. Con nói cái gì hả cô? Cậu Kuma đang đánh mợ sao? Con nói thật đó ba. Anandi, con nói gì vậy hả con? Con có chết là con tận mắt nhìn thấy hay không? Con yêu à, trước đây cũng đã từng có sự hiểu lầm như vậy xảy ra rồi. Giờ mẹ đã giải thích cho con nghe rồi mà, cậu của con sẽ không có làm như vậy đâu. Không đâu mẹ, con nói thật mà, chính mắt con thấy. Mẹ đến đây nhanh đi. Hả? Anh đi, con cứ ở yên đó đừng có sợ gì hết nha con. Mà mẹ sẽ tới ngay thôi mà. Đi thôi. Con cảm ơn bác. Mợ Lila chắc đang bị thương, mợ sẽ cần có bác sĩ. Làm ơn tha cho em đi, buông em ra đi mà. Khốn kiếp, Kuma, buông cô ấy ra đi. Dừng lại mau, dừng lại đi mà. Buông ra, cô ta đã hủy hoại cuộc đời của em đó. Kuma, dừng lại đi mà. Hôm nay em nhất định phải trừng phạt cô ta. Đánh đi, chỉ đánh nữa đi. Nhưng cô ta mới chính là người đã đem đến sự đau khổ cho em. Cô ta hủy hoại cả cuộc đời em. Em đã dành nửa cuộc đời của mình với hy vọng là người phụ nữ này sẽ sinh cho em một đứa con. Nhưng ngày hôm nay em mới biết là cô ta không thể sinh con được, bởi vì cô ta có vấn đề, cô ta bị vô sinh. Không phải do Lila mà do anh có vấn đề đó Kuma. Lila không hề bị vô sinh. Anandi à, con ra ngoài đi. Bác sĩ, cô vừa nói cái gì vậy? Cô nói là Lila có thể trở thành mẹ sao? Đúng vậy chị Ratan, Lila có khả năng làm mẹ. Khi Kuma đến gặp tôi để nhận kết quả khám, tôi đã nói rõ với anh ấy là chính anh ấy có vấn đề chứ không phải Lila. Anh ta giật lấy bản kết quả và rồi tức giận bỏ đi mất. Tôi nghĩ anh ta đã mượn rượu để vượt qua nỗi tuyệt vọng của mình. Anh không thể làm gì khác ngoài việc hành hạ vợ của mình hay sao Kuma? Anh che giấu sự bất lực của mình bằng cách đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu của Lila. Anh đã nói dối tất cả mọi người và còn đánh vợ của mình như vậy nữa. Anh không cảm thấy xấu hổ hay sao? Suốt bao nhiêu năm qua tôi đã phải âm thầm chịu đựng những hành vi bạo lực của anh. Chỉ vì tôi nghĩ là do tôi không thể sinh cho anh một đứa con. Và ngày hôm nay anh lại đánh tôi vì bản thân anh không thể cho tôi một đứa con. Lúc đó
cậu đã rất tức giận với mợ Lila đó mẹ. Cậu đang định đánh mợ nữa. Có phải Kuma đánh em vì em không thể sinh con không Lila? Dạ đâu có, anh ấy không có đánh em. Cô ấy đang nói dối đó. Cô ấy nói với em Lila mới là người bị vô sinh. Nếu như tôi nói dối thì anh đưa kết quả cho mọi người xem đi. Kết quả đâu rồi? Cái bản kết quả chết tiệt đó. Mọi người phải tin em. Anh Kim Si, bác sĩ nói dối. Em đang nói sự thật. Cô ta là một người không đáng tin. Cô ta muốn gài bẫy em. Cô ta theo đuổi em biết bao nhiêu năm, nhưng em không đồng ý, nên cô ta làm như vậy với em đó. Em hãy ngậm miệng lại đi. Em không cảm thấy xấu hổ khi buông lời miệt thị một người phụ nữ như vậy hay sao chứ? Đừng nói những lời rác rưởi đó nữa. Em đã làm mất đi thanh danh của gia đình này rồi Kuma. Em đúng là một kẻ đáng khinh mà. Kim Si, Kim Si à, buông nó ra đi. Buông ra đi, buông ra đi. आज मैं किसी भी कीमत पे अपनी बकुड़ी को रायगढ़ लेकर ही जाऊंगा। ए मारी आनंदी, हम कहाँ जा रहे हैं काकू? हम रायगढ़ जा रहे हैं। आनंदी रुक जा, आनंदी। मुझे रायगढ़ नहीं जाना काकू, बोलो इनसे।